Xin chào quý vị khán giả cùng quý mạnh thường quân. Thì hôm nay mình trở lại mình thăm ông bà ba và gửi phần quà của thầy Thiện Thanh. Thì vừa rồi mình có lại hỗ trợ phần gạo cho ông bà ba, thì hôm nay có thầy Thiện Thanh đã xem được cái video đó và có hỗ trợ phần quà, thì mình sẽ đến mình thăm ông bà nha. Mời mọi người theo dõi video của mình. Bệnh gì? Bệnh gì? Sáng giờ ăn gì chưa? Bánh này à, cho xài bánh á. Vô cho. Cái này phần quà của thầy Thiện Thanh ở thầy ngồi đi. Thầy bữa hổm coi cái video con quay lên rồi thầy cũng có Phật tử mà gửi 40 phần quà đó rồi chích cho ông ba người phần. Gạo 10 cái gạo. Nước mắm, nước tương. Không biết bao nhiêu gói mì nữa. Với một bịch xà bấu. Vậy đó hả? Dạ. Vô xà bấu cho mình. Dạ. Đó, rồi nhu yếu phẩm đó của thầy Thiện Thanh gửi cho ông bà. Dạ. Dạ. Con cũng ổng cũng gửi cho con bọc rồi con chia ăn chứ con đâu ăn nổi. Bạc nó ưa xà bấu. Dạ. Nó dễ ăn. Nó dễ ăn. Mình trộn giấm. Bà mệt hồi nào? Mệt chúng mình là như là sáng cái gì? Hồi giờ bị hôm ngủ cái gì? Nó không, nó bị ra qua lỗ mũi mà nó mệt từ cái đầu xuống đây, nó làm như bị viêm son thôi. Son nó hành ha. Rồi nó mệt trời, thở không được nữa. Dạ. Đó, sáng nó uống giường đi bơi vậy đó. Uống được mấy lần thuốc rồi? Hai lần khuya giờ tới giờ có thuốc chặn đó. Dạ. Mà uống nhiều quá sao không được. Đúng rồi, nó mất tác dụng. Dạ. Tôi biết vậy rồi, mua thuốc chặn rồi đó. Dạ. Thầy cũng đi làm từ thiện. Thầy ngày thường thì đi đám tiệc thì tụng cho mấy người đám đó. Rồi cũng có nhiều mạnh thường quân đồng hành với thầy đó. Thầy ủng hộ mua hẹ của con đó. Rồi lên thầy xách quà ra. Nói ủa gì thầy, nó gửi cho ông bà ba mà sống chỗ nhà đó đó. Nói rồi cảm ơn thầy nhiều. Thầy còn trẻ à, nhưng mà tu tại gia. Dạ. Cũng đi làm nghề đi là từ thiện được phước nhiều đó. Dạ. Anh gì bà cũng cảm ơn. Dạ. Con về nói lại bà với dạ. Ông cảm ơn. Dạ. Được một giờ một hộp gạo mình cũng cảm ơn đó con. Dạ. Cái lúc mình khổ quá. Dạ. Đó. Thầy cũng phát tâm nhiều hoàn cảnh lắm. Bởi vậy. Rồi cái. Rồi sáng ăn gì chưa bà? Ăn gì? Nấu cơm rồi kìa. Nấu cơm rồi chưa phải ăn. Sao không nấu cháo ăn? Thì hôm qua tôi nấu cháo trắng ăn. Rồi hôm nay tôi nói thôi nghỉ ăn trắng bữa đâu mà. Bữa nay sáng thì nấu cơm. Ăn cơm được hả? Ăn cơm được không? Ăn chưa ăn. Gì đó hả? Sáng qua mới khui bao gạo con ra nấu nè. Dạ. Trộn với gạo này nè ăn cũng ngon. Cho nó gạo luôn á. Nó vừa dẻo dẻo, cái đó là sữa, gạo sữa. Ngon cơm lắm mẹ. Dạ. Con đâu biết đâu, rồi chị Thủy hỏi gạo gì nghe đó thì con nói có gạo đó đó. Cái này gạo này cũng ngon lắm à. Cái này thành tính rồi. Chị nào ai có giúp đỡ gì mày không? Dạ. Nhưng nha. Dạ. Khổ chết đi. Trình này này. Dạ đó, thì vậy hoài đi tới đâu hay tới đó chứ con cũng không biết. Nó dạ. Nó có giảm gì không? Biết không? Dạ, nó thấy nó sợ quá trời. Mình giờ cũng không biết đường đâu nó. Rồi mấy chó sáng dậy cho ăn nó gì chưa bà? Có, bói ngày con ngựa cho ăn rồi đó. Vậy đó hả? Trời khôn ngủ ra. Dạ. Ngủ nhảy luôn. Rồi sáng sáng nay ăn cơm với gì? Thì xà bấu. Vì hồng dịch đâu có sẵn kìa rồi đó. Đó, xà bấu á. Kho trên chảo đó hả? Xào, xào với vậy đó hả? Bà, thằng ấy nó cho miếng tép. Cái thịt nặng đó đâu chừng 200 gram gì đó đó. Mấy con tép bên kia, con này canh nụt. Cái nụt, kệ đi, có gì ăn đó đi. Thì đó cái gì ăn lấy con ơi, chứ sao giờ? Dạ. Đó. Con ăn chó hả? Ủa rồi mấy đứa con của ông ba có về không? Đâu có về không. Đâu. Nó dịch không có đi được. Ở đâu là anh? Đứa trên ba, đứa ở trên ba. Vậy đó hả? Giá chứ đâu có về được.
rồi mới dùng dịch hết à. Đó, nó được nè, 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 nè. Lòng mũi bữa nay căng đậm bữa nay nó dạ. Chịu bão gì nó đi. Ngày sáng mai là vô cái truyền hình kêu đó. Ừ. Rồi hôm mưa dọc không? Không, tạt chỗ này ông ba dán trèo lên ông đập ông thôi là tành bành luôn. Quá trời, chiều hôm qua dòng dữ ha. Dòng đó nó banh luôn, rồi ông ba ông trèo dạ. lên. Hôm qua con nó dòng quá không biết hôm qua bà đang sao. Đạt bẹt hết. Không nói thì không có gì nhưng mà nó có cái dông quá rồi. Dông quá mình sợ. Ừ. Bị dông hết nay dông qua không. Nó banh cái đó không à, cho bên này không sao. Ừ, trong này không sao, nó ngủ. Nhưng mà trong đó cũng kinh lắm ở đây. Trời nó dữ lắm, mình ở đây chống á. Nó không có chân. Dạ. Nó không có chân nữa, con coi sợ nó bay vô trời luôn. Kiên qua đây nè. Vậy chân. À nó đúng rồi. Nó qua rồi đây, nó có chân đâu. Ừ. Bây giờ quá đó. Nó muốn gần chết. Mình chạy trong là ngồi vậy hết, không dám ai nằm hết á. Ừ. Tiền điện ấy còn hỗ trợ không? Nên là tự năm rồi tới giờ nè, cái vụ lô buông và cái này nè, rồi tới giờ chưa có được cắt nữa. Không có được đâu nữa. Vậy đó hả? Ờ, tiền điện cứ được cắt nữa, mỗi năm còn được gần triệu bạc, giờ mất luôn rồi. Rồi cho nó chặt từng người ta cũng lo người kia nữa con, bị nhiều quá. Mấy người kia, người ta nói là cũng như là cái vụ tiền điện đáng này. Ừ. 50 ngàn mình ta lấy có 20. Dạ, giảm. Ra là giảm lợi người ta là người ta không có cho tiền. Cho mình đâu còn. Dạ. Thành ra giảm lợi là người ta không có cho tiền nữa. Dạ. Tôi nghe nói vậy đó chứ còn. Dạ, nó cãi chứ Giang ơi. Dạ. Thì mấy ông kia cũng chết ít đi, chết cho cái người bệnh hoạn ta nhiều cũng được nữa. Dạ, dạ. Không có sao, tao không thích nói vậy đó. Chịu hả? Nói là tháng rồi tôi 70 ngàn mà nó lấy có 30 à. Ừ. Thành ra là cái tiền đó là nó không có cho mình nữa. Dạ. Thành ra mình không có cắt nào luôn. Dạ. À, nó không kể đi. Thôi, thôi con đến đây cho hoài ha, con cũng nghỉ chưa rồi. À. Tranh thủ đi chợ ghé thăm ông bà rồi gửi quà của thầy Thiện Thanh luôn. À. À, thôi vậy ha, à, rồi con, xin chào ha. Con cũng về cảm ơn con dạ. Đậu lại dạ. Cho ông cho nó em bà với ông cảm ơn dạ, dạ. Mà thầy nha con. Dạ, 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 dạ. Ừ. Video mình đến đây kết thúc, hẹn mọi người lại video tiếp theo nha.